Ngày thứ hai tại Sapa thì việc đầu tiên chắc chắn là đi ăn sáng rồi, mà lần này đi đúng là đen. Mưa suốt hai ngày đầu tiên, xong đến quán bún chả Nga Cảnh này lại còn mất điện. Cũng đành cố đấm ăn xôi bật flash lên quay cho bằng được vì món này nghe mọi người nói là rất nổi tiếng ở đây. Bảo sao mà mất điện nhưng khách vẫn đông nghịt. Bún chả ở đây thì hơi lạ, nó giống như kiểu bún riêu chua cay ăn kết hợp với cả chả nướng ấy. Nước dùng chua dịu pha lẫn chút cay nồng, đã thế lại còn phảng phất thêm mùi thơm của thịt nướng, ăn lạ miệng cực. Nước dùng ở đây ngọt sâu và đậm đà cực kỳ. Mình ăn hết cả bát rồi ra nhìn chị bán hàng chặt bao nhiêu là xương ống để hầm nước dùng thì hiểu luôn. Một bát này thì có giá là 35.000, cũng thuộc trong những món ăn ngon mà anh em có dịp lên đây thì nên thử đấy nhá. Ăn sáng xong là bọn mình tranh thủ đi tham quan bản Cát Cát bằng xe điện. Giá vé xe điện thì là 10.000 một người một lượt, đi Cát Cát thì là 20.000. Nghe thì có vẻ là rẻ đúng không, nhưng mà trông thế thôi, đi xe điện cũng tốn cực kỳ, đi cả ngày hết gần triệu luôn. Đến nơi là xuống thuê bộ quần áo người Mông với con gái thì giá thuê là 60.000 một bộ, nhưng mà thực sự là anh em đừng lấy cái khèn này vì nó chả có tác dụng gì, mang theo mệt hết cả người. Vé vào bản thì là 90.000 một người. Leo bộ xuống bản sẽ có rất nhiều điểm chụp ảnh check in mê mẩn luôn. Mà trông mình cũng giống trai bản phết anh em nhỉ. Mỗi tội béo tốt như này giống kiểu con trai của trưởng bản đi học trên phố về thăm quê ấy. Khung cảnh dưới này thì tôi chỉ có hai từ thôi, nó gọi là hùng vĩ. Núi đồi mây trắng hòa cùng những làn sương khói mờ ảo, đi sâu thêm sẽ gặp suối rừng cực kỳ đẹp luôn. Ở dưới này thì cũng có bán đủ thứ và cũng đủ dịch vụ ăn ven đường hoặc là nhà hàng, nhưng mà khuyên thật anh em là không nên ăn mấy đồ xiên thịt dưới này vì nhìn thì cũng không được đảm bảo cho lắm. Chỉ nên ăn mấy đồ lành hơn như kiểu cơm lam này, trứng hoặc là khoai nướng lót dạ thôi. Mà có ai giống mình không nhỉ? Đi du lịch là rất thích mỗi đêm ở một chỗ khác nhau để trải nghiệm thêm. Lá Đỏ Homestay là chỗ thứ hai trong chuyến đi này. Không biết các bạn thế nào nhưng mà tớ là rất khoái kiểu ở homestay mộc mạc như thế này. Cảm giác ấm cúng và cũng thoải mái hơn rất là nhiều. View cũng đẹp nữa. Giá phòng ở đây thì là 900.000 một đêm, phòng to 2 giường. Còn phòng 1 giường view đẹp là 600k. Buổi tối mà mệt lười thì họ cũng có dịch vụ ăn nướng barbecue homestay với giá là 200.000 một suất, cũng đầy đủ tôm thịt, xúc xích, rau củ, bánh mì luôn. Chính ra đi đoàn đông mà lười ra nhà hàng thì ăn kiểu này cũng rất là vui, có cả loa mic cắm vào để hát hò khá ấm cúng. Trước khi kết thúc buổi tối thì mình chọn màn thư giãn đỉnh của chót, đó là tắm lá dao đỏ. Chỗ này là mình hỏi anh xe điện dẫn đi, trông xịn sò và chuyên nghiệp nhất. Vé ở đây thì có vài mức và giá thì là niêm yết rồi nên cũng không sợ bị chặt chém đâu. Mình chọn vé 350, gói 5 lít còn có thêm quả dịch vụ kỳ ghét, gội đầu, nhưng mà gội đầu nào thì mình chưa thử nên không biết đâu nhá. May quá, vẫn chui vừa cái máy xông hơi anh em ạ. Ngồi trong này sướng cực, cảm giác thoải mái và thư giãn đê mê nhất người. Xông hơi 15 phút xong là sang tắm quả nước lá dao đỏ thần thánh rồi làm bài massage toàn thân là về ngủ ngon lành. Thế là hết ngày thứ hai rồi, mà tôi có mua quà cho các bạn đấy, mua 10 món quà lưu niệm, không phải cái gì quá to tát đâu. Mình có mua 5 chiếc móc chìa khóa, 5 chiếc ví và tất cả đều là hàng thổ cẩm đặc trưng. Thôi thì của ít lòng nhiều, rất hy vọng các bạn sẽ thích món quà này. Từ ngày làm TikTok thì người quý mến cũng có và người không thích mình thì cũng nhiều, nhưng tôi chỉ sợ mình sống giả tạo quá, lòng mình nhạt nhẽo quá, chứ tôi chẳng sợ người khác bọc bẽo với mình, chỉ sợ người ta tốt quá mình không đáp lại được hết thôi. Hẹn các bạn ở clip sau để biết thêm chi tiết nhá. À mà hồi tối tôi còn đi đóng vai chàng trai bán hạt rẻ nữa đây này anh em ạ. Hạt rẻ chứ, 8.000 lạng, ngoài này 7.000 nhá, 100 bơ, 100% hạt rẻ Sapa luôn nhá. Quay mặt hạt rẻ Sapa, mua chưa? Nhà này là mới 2 cây thông xuống.